Chỉ với hơn 4 tỷ thôi anh chị mà chúng ta đã có ngay một ngôi nhà 4 tầng sân thượng rất là đẹp ngay trên đường Bà Lài quận 6 này. Sau lưng trường tiểu học Hùng Vương, trên đường Phạm Văn Chí quận 6, một ngôi nhà rất đẹp quan tâm, một trệt hai lầu và sân thượng. Hẹn trước nhà Bung Lát Phi Vũ, nơi đây dân chế và an ninh, không qua đường Văn Thân Hương Nghị, kề bên Tạc Phi Nung Plaza. Nhà có năng và phải sâu mét, tầng trệt đầy đủ công năng, có phòng khách bếp và toilet, phòng khách đơn giản nhưng sang trọng. Lầu 1 có một phòng ngủ lớn, một phòng tắm toilet kế bên. Lầu 2 cũng một phòng tắm lớn, một phòng tắm riêng biệt sạch sẽ. Bên trên là tầng thượng thoáng đãng, ngắm nhìn không gian rộng khắp nơi. Chỉ hơn mỗi tỷ thôi bạn ơi, ngôi nhà xinh này chờ đón bạn. Anh chị thấy ngôi nhà này như thế nào, có đáng để quan tâm hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Tôi review ngôi nhà hợp duyên dành cho bạn.